Chó Rottweiler được 5 tháng. Hẹn mọi người quay mấy hôm mà hôm nay mới quay được. Hôm nay thì lông của nó đã hoàn toàn bình thường rồi. Nó khỏe hoàn toàn mấy hôm rồi đấy nhưng mà hôm nay mới quay được. Nghịch. Thôi rồi. Dư thừa sức khỏe. Bây giờ thì nó vẫn còn đang ở trong cái tuổi chó con và vẫn đang cái tính cách bắn nhắng của con chó con. Cho nên là có mấy bạn mà muốn hỏi, mấy bạn mà hỏi bắt ấy thì đều chờ video để quay khi mà cái lông của nó đã khỏi, cái nấm da, viêm da nó đã khỏi hoàn toàn rồi. Thì hôm nay mọi người xem cái video này để mọi người ngắm con chó. Ngắm con chó và nếu mà bắt thì là sẽ bắt sớm nhất trong tuần sau. Đó. Nhìn cái người của nó đó. Đúng rồi, chân cẳng này. Đó. Đây. Đây là con của Loki. Con của Loki và Pila cháu. Còn sót lại cái con này là vì như video trước đã nói là sửa trại rồi để nó ở cái chỗ ở mới. Nhưng mà không để ý là cái chỗ nó bị ẩm và nó bị nấm. Nó khỏi thì nó cũng phải khỏi khoảng một tuần nay rồi đấy. Nhưng mà hôm nay mới quay video được. Đó. Đó mọi người nhìn mặt nó, nhìn mặt và nhìn người và nhìn cái thái độ của con chó. Nó rất là dạn chó, nó rất là tự nhiên. Chân cẳng khỏe khoắn. Đó, mặt mũi đó. Cái con chó ở cái đàn này nó là cái đàn chó, nó thuộc vào cái đàn chó mức tốt. Cái con chó nó sẽ rất là thuần người, quấn chủ và khỏe chó. Thôi, đừng nằm xuống bẩn hết. Nè, đã đủ bẩn lắm rồi, lâu lắm rồi không tắm, đứng lên. Đó, nhìn cái thái độ của nó. Con này thì bộ răng bây giờ là nó đã thay răng. Nó đã thay răng xong cái răng sữa rồi, bộ răng của nó là hoàn hảo. Vì nó bắn nhắng cho nên là rất là khó kiểm tra. Khó kiểm tra để cho mọi người xem. Nhưng mà con này là đảm bảo là cái bộ răng của nó là hoàn hảo. Yên nào, anh đang toát mồ hôi đấy. Xích đây. Để anh xem cái răng nào. Không, đứng yên. Đứng yên. Lớn rồi, cứ như kiểu là cái con trẻ ranh. Thôi, một là nhìn cái răng này. Là nhìn cái bộ hàm của nó là thay răng, là nhìn cái răng của nó đã răng to rồi đấy. Bây giờ răng của nó đang là răng to rồi. Rồi. Răng của nó là răng to này, thè lưỡi này, nhìn răng này. Đó, yên. Ngó một tí. Khỏe. Thở ra tí là ra là nghịch. Rồi, xích đây. Để xem cái tí xem. Thôi đây. Ngửa mặt. Nha. Rồi. Nhìn bộ nhá này. Ui giời, yên. Rồi. Đó. Cho khớp hai hàm vào nhau. Nào. Không nằm. Ngồi dậy đàng hoàng tử tế. Đúng rồi. Không phản đối. Phản đối không có hiệu lực. Yên. Đúng rồi. Úi giời, làm gì mà xích xích môi ra. Rồi, ngoan. Rồi, nhìn răng này. Hắt xì. Nào.
rụt lưỡi. Đó, nói chung là răng của nó là 10 điểm. Ok khít đó. Nhìn cái mặt và cái người của nó thôi. À, lăng xăng tí nào. Thôi, phi vừa thôi. Đi lại nhẹ nhàng thôi. Thôi, nghịch cái gì. Rồi, nhặt đi. À, thật nhẹ nhàng thôi. Không gặm dây. À. Đi. Ngắn dây thôi. À, đi. Đi. Không đeo xích bao giờ. Đứng lại, đi. Đi. Đúng rồi. Rồi nằm xuống một tí, nằm. Đây. Xích đây. Đây mà. Ui giời, ngồi đấy làm gì? Đổ vỡ lung tung. Rồi. Không đeo xích bao giờ nhưng mà phải ngoan, không có phản đối. Anh đã đeo vào đều có lý do cả. Đeo vào để dắt, để không có chạy lăng xăng. Phản đối làm sao được. Đó, nhìn cái khung gọng của nó. Thôi đi vào đây thôi. Ở trong, ở bên ở đằng này. Không ra đằng đấy. Vẫn còn đang tuổi chó con đấy nhưng mà khỏe. Kéo khỏe. Đây, xích vào đây. Vào đây, đứng ở đây. Chơi loanh quanh ở đây thôi. Nào. Thôi nghịch gì. Cứ cắn răng xăng mấy cái đấy làm gì, không có cái đồ chơi nào ở đây nhỉ. Có cục đồ chơi cho nó, cục đồ chơi cho nó chơi. Không mất công cứ phải gặm lá cây chơi. Xích lại đằng này. Khỏe như trâu rồi. Tầm này về nuôi thì yên tâm. Yên tâm về bệnh tật, không phải lo cái gì nữa rồi. Ok. Cái con này phi ra đây làm cái gì? Phi vào kia.